Trong tập trước, Trịnh Hồng Mai đã bày mưu hãm hại Quảng Hạo, dự định dùng 500 đồng tiền vay nặng lãi để đổi lấy quyền thu mua hàng hóa từ núi của Quảng Hạo. Nhưng Quảng Hạo lại yêu cầu Trịnh Hồng Mai đưa ra giấy nợ 500 đồng. Tất nhiên giấy nợ được cất ở nhà, mấy trăm đồng này làm sao có thể để lung tung được chứ? Nhưng mà yên tâm đi, tôi, Trịnh Hồng Mai nói một lời là chắc chắn như đinh đóng cột. Lát nữa các người cứ theo Đại Cường về, anh ta sẽ lập tức trả lại giấy nợ cho các người. Ha ha, các người cũng tốt thật đấy. Ái Quốc Hoa hoàn toàn bị dọa sợ, gãi đầu, cười ngây ngô nhìn hai người. Nhìn hai người đã hoàn toàn mắc câu, Trịnh Hồng Mai cũng không còn giấu giếm nữa, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Quảng Hạo à, cậu xem, vì chúng ta đều đã là bạn bè rồi, hơn nữa chúng tôi còn miễn cho các bạn 500 đồng nợ. Cậu có thể giúp chúng tôi một việc không? Chị nói chỉ cần không xáo phạm pháp luật, tôi có thể cân nhắc một chút. Là thế này, gần đây tôi gặp mấy ông chủ lớn từ nơi khác đến. Ông ấy rất thích món ăn rừng. Anh xem sau này hàng núi nhà anh có thể bán hết cho chúng tôi không? Anh yên tâm, ông chủ lớn này rất hào phóng. Giá cả sao cũng cao hơn nhà hàng quốc doanh 3 lần. Nghe vậy rồi, cuối cùng Quảng Hạo cũng hiểu ra ý đồ thực sự của chị ta là gì. Hòa giải gì chứ? Ông chủ lớn nào chứ? Tất cả đều là lừa bịp. Mục đích thực sự là muốn tôi bán hàng núi cho họ. Chỉ cần cho họ quyền bán hàng. Đến lúc đó, hàng núi và hàng cá đều nằm trong tay Trịnh Hồng Mai. Chị ta muốn xử lý thế nào cũng được. Người phụ nữ này đúng là tính toán đủ đường. Nếu muốn tôi bán hàng núi cho chị thì cũng được. Nhưng mà, trước đây Vương Đại Cường đã nói năng lỗ mãng với vợ tôi. Trong lòng tôi mãi không nuốt trôi chuyện này. Vậy thì để Vương Đại Cường quỳ trước mặt tôi. Thế thốt độc địa, sau này mà dám có ý nghĩ gì với vợ tôi, thì đầu mọc mụn nhọt, chân chảy mủ, tuyệt tử tuyệt tôn. Mấy lời thề thốt này, nếu đặt trong xã hội hiện đại, chẳng mấy ai để tâm. Nhưng mà vào những năm 70, lời thề lại mang trọng lượng rất lớn. Mọi người cơ bản đều tin rằng, ba thước trên đầu có thần linh, mẹ kiếp Quảng Hạo, mày có phải quá đáng lắm không? Để tao quỳ trước mặt mày đã đủ rồi. Lại còn bắt tao thề độc ác như vậy. Điều kiện tiên quyết của lời thề Vương Đại Cường là, anh không được có ý đồ xấu với vợ tôi, bây giờ anh phản ứng mạnh thế này. Điều này chứng tỏ anh hoàn toàn không muốn hòa giải với tôi, anh vẫn còn có ý định với vợ tôi. Nhìn anh thế này, còn muốn đòi hàng núi của tôi à? Mơ đi nhé! Đại Cường, anh phát điên gì vậy? Anh là một tên côn đồ vô lại, còn sợ gì lời thề nữa? Mau đồng ý với tôi đi. Nếu chuyện này bị anh làm hỏng, thì sau này đừng hòng động đến. Một ngón tay của ai Tiểu Phương? Dì ba, tôi thề độc này, lỡ như trời thật sự trừng phạt tôi thì phải làm sao? Đã nói từ lâu rồi là đừng có mê tín nữa, làm gì có ông trời nào chứ? Bây giờ Quảng Hạo đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi, nhanh chóng đồng ý với tôi đi. Cứ nói mãi những gì đó. Chẳng lẽ các người không thực sự muốn hòa giải? Mọi thứ đều là âm mưu của các người, nếu đúng là như vậy. Chúng ta không cần phải lãng phí thời gian nữa. Anh vợ, chúng ta đi thôi. Thấy Quảng Hạo và Áo Quốc Hoa định rời đi, Trịnh Hồng Mai lại một lần nữa đá vào mông Vương Đại Cường. Rồi cô ấy lườm anh ta một cái. Vương Đại Cường chỉ có thể nghiến răng cúi đầu xuống. Anh Quảng Hạo, trước đây đều là lỗi của tôi. Bây giờ tôi quỳ trước mặt anh mà thề với trời. Từ hôm nay trở đi, nếu tôi còn có chút tình cảm nào với ai Tiểu Phương, thì tôi sẽ bị lở lét trên đầu, chân dưới chảy mủ. Sau này tuyệt tử tuyệt tôn. Thấy Vương Đại Cường cuối cùng cũng thề xong, Trịnh Hồng Mai vội cười tươi chạy đến trước Quảng Hạo. Quảng Hạo huynh đệ, tôi đã nói với cậu rồi, chúng tôi thật lòng thành ý muốn hòa giải với cậu. Bây giờ tin rồi chứ? Ừ, cũng không tệ, đã đến mức này rồi thì... Vậy thì tôi sẽ tha thứ cho hắn, sau này hắn đừng đến gây rắc rối cho tôi nữa. Hòa giải rồi, ha ha ha, anh Quảng Hạo thật là hào phóng. Đã vậy chúng ta đã hòa giải rồi, anh cũng đã đồng ý với điều kiện của chúng tôi, thì hôm nay anh cứ gửi hàng lên núi qua đây đi. Yên tâm, giá cả chắc chắn sẽ rất cao. Nhìn gương mặt quyến rũ của Trịnh Hồng Mai, Quảng Hạo cũng cười. Sao tôi phải mang hàng núi đến chứ? Không phải Quảng Hạo huynh đệ, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta hòa giải, rồi số tiền 500 đồng Vương Đại Cường nợ cậu, chúng ta cũng không cần cậu trả lại. Sau này bất kể là hàng núi hay hàng cá, cô đều giao cho hợp tác xã chúng tôi bán. Ai đã hứa với cô? Tôi chỉ đồng ý hòa giải thôi. Chẳng phải chúng ta đã hòa giải rồi sao? Tôi đã không đòi khoản nợ của anh nữa. Là bạn bè, giá cả vẫn cao hơn nhà hàng quốc doanh. Sao cậu không bán cho tôi? Các chị là bạn của tôi. Sự hợp tác giữa tôi và anh ấy khá vui vẻ. Vì vậy tạm thời không có ý định thay đổi quyền kinh doanh hàng hóa. Còn chuyện gì khác không? Nếu không có thì chúng tôi sẽ đi trước. Quảng Hạo, cậu có ý gì đây? Lão đầy đã quỳ rồi. Kết quả bây giờ cậu lại muốn đi à? Nếu không thì sao? Ở lại đây làm gì? Cậu mời tôi ăn cơm mà. Nhìn nét mặt của anh ta, nghĩ đến thái độ của anh ta, Vương Đại Cường và Trịnh Hồng Mai cuối cùng cũng hiểu ra. Đợi đã, không lẽ cậu đang đùa bọn tôi đấy chứ? Ha ha, bây giờ mới nhận ra à? Chỉ 500 tệ mà muốn tôi giao quyền thu mua cho các người. Các người nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Đồ khốn nạn, mày thật quá đáng. Ha ha ha, quá đáng thì sao? Đến cắn tao đi. Quảng Hạo giơ ngón giữa về phía Vương Đại Cường. Quảng Hạo, cháu tôi là con trai của bí thư thôn các người đấy. Tôi còn là người bán hàng của trấn Long Khẩu này. Hơn chục thôn quê các anh đều phải đến đây mua đồ.
anh đã đắc tội với chúng tôi. Sau này đừng mong có của ngọt mà ăn. Chuyện đã đến nước này rồi chị. Hồng Mai cũng không cần giả vờ nữa. Mặt mày u ám đưa ra tối hậu thư cuối cùng. Quảng Hạo, nếu cậu đã không nể mặt bọn tôi như vậy, thì sau này cá của cậu đừng mong bán được ở hợp tác xã nữa. Ồ cảm ơn. Cá của tôi từ lâu đã không muốn bán cho mấy người rồi. Mấy người không thu thì càng tốt. Tôi vừa hay bán cho anh Vương. Tôi nói cho cậu biết, tôi không thu mua, nhà hàng quốc doanh cũng không thể thu mua được. Nông sản và phụ phẩm, theo quy định, ban đầu vốn dĩ là hợp tác xã chúng ta phải thu mua. Nhà hàng quốc doanh đã thu mua hàng rừng của anh là đã vượt quyền rồi. Giờ còn dám thu mua cả cá của anh. Chớ để bàn tay của Vương Phú Quý vươn quá dài. Anh Vương của tôi không thu mua được thì thôi, mấy ngày nay bắt cá mệt rồi. Nghỉ ngơi cái gì? Bây giờ mọi người đã trở mặt nhau rồi. Thì bây giờ mày trả tiền cho tao đi. Tao không để chờ thêm một ngày nào nữa để đòi tiền mày. Hôm nay mày phải trả tiền cho tao. Được, hôm nay tôi sẽ thanh toán tiền cho cậu. Để tránh việc tụi mày cứ cằn nhằn trước mặt tôi mãi, cứ lại nhảy phiền phức. Quậy, vừa nghe nói xong, Vương Đại Cường và Trịnh Hồng Mai hoàn toàn chết lặng. Sở dĩ họ dám ép buộc Quảng Hạo không chút sợ hãi. Thật ra món nợ 500 đồng chính là vốn cuối cùng của họ. Chỉ cần Quảng Hạo vẫn còn nợ tiền họ, vậy thì họ sẽ đứng ở thế bất bại. Nếu như Quảng Hạo thực sự trả tiền, đến lúc đó, họ sẽ không thể làm gì Quảng Hạo nữa. Chẳng phải mới chỉ vài ngày thôi sao, mà cậu đã kiếm được 500 đồng rồi, có thể trả nợ rồi. Quảng Hạo để phòng họ nuốt lời. Còn cố ý tìm Vương Phú Quý làm chứng, rồi để Ái Quốc Hoa đi một chuyến, tìm Ái Tiểu Phương lấy 500 đồng về. Ái Tiểu Phương vừa nghe cuối cùng cũng được trả nợ, vui đến mức mắt cười cong như trăng khuyết. Vương Bất Điệp đưa 500 đồng để Ái Quốc Hoa mang cho Quảng Hạo. Chẳng bao lâu, một xấp tiền dày ném vào tay Vương Đại Cường. Vương Đại Cường cẩn thận đếm lại một lần, không thiếu không thừa, vừa đủ 500 đồng. Nhìn số tiền trong tay, trong lòng Vương Đại Cường và Trịnh Hồng Mai không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ: xong rồi, xong rồi. Quảng Hạo đã trả tiền, Vương Đại Cường không thể tìm thêm bất kỳ cái cớ nào nữa. Từ giờ, chỉ cần dám nói thêm một từ với Ái Tiểu Phương, Ái Tiểu Phương có thể báo cảnh sát tố cáo hắn quấy rối. Trịnh Hồng Mai thì càng không cần nói, vốn dĩ Quảng Hạo đã không ưa chị ta, giờ tiền đã trả hết. Hằng Dư cũng không còn bán bên chị ta thực sự mất trắng. Cuối cùng, Quảng Hạo khinh thường nhìn hai người một cái rồi rời đi. Vừa ra khỏi trấn Long Khẩu, một người đàn ông mặc đồ đen quen thuộc đã chặn họ lại. Đó chính là Tiểu Hắc, người chuyên buôn bán đầu cơ. Hắn nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai xung quanh, mới chào Quảng Hạo một tiếng. Quảng Hạo, cái thứ anh bảo tôi hỏi thăm, tôi đã tìm được mối rồi, có thời gian qua xem không? Quảng Hạo lập tức mắt sáng lên. Vài ngày trước, anh ta nhờ Tiểu Hắc hỏi xem có thể kiếm được súng săn không. Bây giờ Tiểu Hắc đã tìm được mối, chẳng phải nói là có súng rồi sao? Có thời gian, có thời gian. Súng ở đâu? Bây giờ anh dẫn tôi đi xem đi. Hai vị, mời đi theo tôi. Quay trở lại năm 70, cậu thanh niên không ngờ mua được khẩu súng bắn tỉa 98.000. Tiếp theo phần trước, Tiểu Hắc dẫn Quảng Hạo đi mua súng săn. Họ đến trước một ngôi nhà cấp 4 thấp bé. Tiểu Hắc bước đến trước cửa, có cửa ba dài một ngắn. Thiên Vương Chế Đất Hổ, gà hầm nấm. Cánh cửa được mở từ từ, một người đàn ông gầy đứng sau cửa. Anh Quân, em là Tiểu Hắc đây. Trước đây em có nói với anh rồi, bên em có một khách hàng lớn, muốn xem cái súng phun lửa nhà anh. Được, vào đi. Quảng Hạo và Ái Quốc Hoa bước vào sân, khi nhìn thấy những thứ bên trong, họ lập tức trố mắt kinh ngạc. Chỉ thấy trong sân nhỏ khoảng hơn 80 mét vuông, chất đầy vũ khí, từ súng phun lửa thông thường đến cả súng trường Hán Dương mà dân quân đang sử dụng, thậm chí có cả lựu đạn, mấy món vũ khí hạng nặng như súng máy đều có. Chỗ này chẳng khác gì một kho vũ khí, nhìn mà thấy rợn cả người, có thể kiếm được nhiều vũ khí thế này, hắn chắc chắn là một kẻ rất nguy hiểm. Mặc dù bên tôi toàn là đồ cũ, nhưng đến lúc vẫn có thể ra hóa đơn. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này thôi, tôi đảm bảo không ai làm phiền anh đâu. Cây súng phun lửa này cũng khá ổn, dù mới khoảng 70-80%, nhưng thực ra chưa dùng được mấy lần. Nếu anh thích, 700 tệ một cái, mang đi. Bình thường súng phun lửa chỉ tầm hơn 500 tệ, mà ở đây lại đòi tận 700 tệ. Quảng Hạo ngay lập tức nhíu mày. Anh Hạo đừng có thấy mắc nha. Ở đây anh còn bán toàn hàng xịn, không phải mấy thứ đồ vớ vẩn của sừng nhỏ đâu. Anh nhìn khẩu súng này đi, hàng chuẩn từ nhà máy quân sự đó. So với mấy thứ đồ làm ở bên ngoài thì tốt hơn biết bao nhiêu lần. Nghe Tiểu Hắc Tử nói vậy, Quảng Hạo bắt đầu quan sát kỹ cây súng phun lửa, phát hiện toàn bộ nòng súng được dập bằng máy móc, không phải do tay người làm ra như bình thường. Thập niên 70, năng suất sản xuất cực kỳ thấp, phần lớn công nghiệp nhẹ và nặng đều dựa vào sức người hoàn thành. Như vậy, một cây súng phun lửa dập bằng máy móc bên ngoài thậm chí có thể bán được gần 1.000 tệ. Cây súng phun lửa này cũng khá ổn đấy. Nhưng mà Quân ca, ở đây anh có cái nào mạnh hơn chút không? Dạo này em phát hiện một bầy heo rừng, chỉ dựa vào súng phun lửa, em là ngay cả lớp bùn trên người chúng cũng không xuyên nổi. Lý Quân nghe vậy liếc nhìn Quảng Hạo, nhưng anh ấy cũng không nói nhiều, mà chỉ vào đống súng trường Hán Dương đó. Súng trường Hán Dương kiểu 88, giờ là trang bị tiêu chuẩn của quân đội, đã từng bắn bọn Nhật, đánh bọn Mỹ. Đừng nói đến lợn rừng, dù là hổ lớn, chỉ cần nhắm vào đầu hắn, một phát bắn xuống, cái đỉnh đầu có thể bị thổi bay.
Súng trường Hán Dương kiểu 33, đây là một huyền thoại cổ điển, là một khẩu súng nổi tiếng nửa thế kỷ. Khẩu trong tay Quảng Hạo được bảo dưỡng rất tốt, tiếng kèo khóa nòng còn vang lên rõ ràng. Khẩu súng này không tệ, anh Quân, bao nhiêu tiền? 1,5. Mấy ngày nay Quảng Hạo nhờ vào hàng núi và cá, tổng cộng kiếm được gần 1,8 đồng. Trong tay chỉ còn khoảng 1,3 thôi. Anh quay sang hỏi Ái Quốc bên cạnh, anh rể, em vẫn còn thiếu một ít tiền mua súng, anh có thể giúp em chút không? Lúc đó bán hàng trên núi xong, em sẽ trả tiền lại cho anh. Tôi vẫn còn hơn 500 đồng ở đó, cậu cứ thoải mái mà dùng. Có sự hỗ trợ của Ái Quốc Hoa, tiền mua súng đã gom đủ rồi. Khi Quảng Hạo quyết định trả tiền, đột nhiên nhìn thấy Lý Quân từ trong nhà, lại cầm thêm một khẩu súng ra, mang ra bảo dưỡng. Nhìn bề ngoài khẩu súng này, rất giống với khẩu Han Yung Soo kiểu 88. Quan trọng nhất là, khẩu súng trường này còn có kính ngắm quang học. Thứ này vào những năm 70, chắc chắn là hàng hiếm. Anh Quân, thứ trong tay anh có phải là khẩu 98 không? Xem ra anh bạn này khá là có mắt nhìn đấy. Đúng vậy, đây chính là khẩu súng bắn tỉa 98.000. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức mới có thể mang về, đầy đủ phụ kiện, hàng nhập khẩu. Quan trọng nhất là hàng mới 100%, sản xuất tới giờ vẫn chưa dùng. Quảng Hào vốn đã thèm rồi, nghe đến đây thì càng thèm hơn. Bây giờ phần lớn súng đều là hàng cũ, hàng mới hoàn toàn thì toàn bộ là hàng nhập khẩu. Điều này giống như giữa một đám phụ nữ xấu xuất hiện một tay thi. Quảng Hào nhìn mà không thể rời mắt. Quân ca, khẩu súng này giá bao nhiêu thì bán được? Khẩu này ít nhất là 2.500. 2.500, nghe thấy giá này, Ái Quốc Hoa và Tiểu Hắc Từ lập tức hít vào một hơi lạnh. Vào những năm 70, giá 2.500, thậm chí có thể mua một căn nhà nhỏ trong thị trấn. 2.500 thì 2.500, nhưng mà tiền của tôi vẫn còn thiếu một chút. Hay là thế này, tôi đặt trước đã, một tuần sau hãy đến mua. Anh ta không nghe rõ Quảng Hạo thật sự muốn mua. Lý Quân cũng có chút ngạc nhiên, cây súng này có nhiều người hỏi mua, nhưng người quyết định mua chỉ có một mình cậu. Đừng nói là bắt tôi đợi một tuần. Nếu cậu thật sự có thể đưa ra ngần ấy tiền, tôi đợi cậu nửa tháng cũng được. Sau khi hai người hẹn xong, mọi người rời khỏi sân nhà Quân ca. Khi ra đến cửa, Ái Quốc Hoa không nhịn được nắm lấy tay áo Quảng Hạo. Em rể lớn của anh ơi, sao em lại đặt cây súng đắt như vậy chứ? Đi săn không cần súng tinh xảo như vậy đâu, mua súng phun lửa là đủ dùng rồi. Thật sự không được, mua một cái bếp Hán Dương là hàng xịn nhất rồi. Súng của em càng tốt, tỷ lệ em săn được con mồi cũng càng cao. Hơn nữa, trên khẩu 98.000 còn có ống ngắm quang học, thứ đó thực sự là hàng tốt. Từ khoảng cách ngoài một kem, con mồi vẫn chưa phát hiện ra em có thể tìm thấy dấu vết của chúng. Có nó rồi, khả năng săn bắn của em sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ê, hay là tôi đi tìm Trịnh Hồng Mai xin lỗi trước, cầu xin cho bà ta nhận hàng cá trước đã. Dù thế nào đi nữa, cứ gom đủ tiền mua súng trước đã rồi tính. Chuyện của Trịnh Hồng Mai, anh rể, anh đừng lo nữa, không lấy được cá, người lo lắng chính là bà ta. Làm phiền anh với ông Vương lo liệu, đi quanh các làng lân cận, đổi lấy một ít vật tư. Ừ, được thôi, chờ đến khi Quảng Hạo về nhà, anh sẽ bàn với vợ mình Ái Tiểu Phương về việc mua súng. Tiểu Phương, anh muốn báo cáo với em một chuyện. Em cũng biết mấy ngày nay anh đều ra ngoài săn bắn. Mấy con thú trên núi đều hoảng sợ rồi, chỉ dựa vào bẫy và lồng thì khó mà bắt được chúng nữa. Vì thế anh định mua một khẩu súng săn để đi săn. Chuyện này không cần báo cáo với em. Anh Quảng Hạo, anh muốn mua súng thì cứ mua đi. Cần bao nhiêu tiền, em đi lấy cho anh. Cần 2.500. Nói ra giá của khẩu súng săn, Quảng Hạo còn tưởng vợ sẽ bị sốc. Sau đó sẽ khuyên anh đổi một khẩu súng săn rẻ hơn. Ai ngờ Ái Tiểu Phương không chỉ không ngạc nhiên, mà còn nghiêm túc suy nghĩ. 2.500 à, vậy tiền ở nhà mình không đủ rồi, em có thể qua mượn đại ca một ít. Mấy hôm nay bán cá, anh ấy để dành được không ít tiền. Em đã trả tiền cho Tiểu Lộc và nhị ca rồi. Nhưng nếu anh cần, em có thể mượn lại trước, đúng không? Tiểu Phương, chẳng lẽ em không thấy súng săn 2.500 một khẩu là quá đắt sao? Súng săn 2.500 đúng là có hơi đắt thật, nhưng anh có thích không? Mê mông, anh rất thích. Nếu anh thích, thì nó không hề đắt chút nào. Tiền kiếm được vốn dĩ là để tiêu, thích thì cứ mua đi. Tối nay biểu hiện của Ái Tiểu Phương thật sự đã làm Quảng Hạo cảm động. Quảng Hạo không kìm được, ôm chầm lấy vợ mình. Trời vừa mới bắt đầu tối, trên chiếc giường la hán nhà Quảng Hạo vang lên những tiếng ây ra đầy mê mẩn. Sáng sớm hôm sau, Quảng Hạo đã lên núi Quỷ Đầu đi săn. Mua khẩu 98.000 vẫn cần khá nhiều tiền. Những ngày tới phải chăm chỉ kiếm tiền thôi. Việc đầu tiên tất nhiên là bố trí bẫy ngoài núi. Quảng Hạo lại đổi vị trí. Trước đây bẫy chim đặt trong lãnh thổ của gà Tơ Hung Tơ đã bắt gà Tơ Hung Tơ nhiều ngày rồi, số lượng loài gà này đã giảm rõ rệt. Cuối cùng, Quảng Hạo chọn một khu vực trên đồi rẻ. Khu rừng này bên cạnh có đầy bụi rậm xanh biếc. Nơi này là vị trí hiện tại của anh ta. Đây là nơi tụ tập của gà lôi bảy màu. Gà lôi bảy màu này giống như gà tốt tốt, thuộc loại gà rừng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, loại này có kích thước lớn hơn nhiều so với gà tốt tốt. Chính vì kích thước ban đầu lớn, nên gà lôi bảy màu cũng là một trong những loài gà rừng được nuôi nhiều nhất sau này. Sau khi sắp xếp xong, Quảng Hạo phủi bụi trên tay, rồi trực tiếp vào trong núi xem trâu lớn. Đến bên vũng nước, con trâu lớn đã đợi cậu ở đó rồi. Nhìn thấy Quảng Hạo, con trâu lớn kêu lên một tiếng, rồi lắc mạnh thân hình khổng lồ, đứng lên từ đầm nước.
bước dài về phía trước mặt Quảng Hạo, bắt đầu thưởng thức đám cỏ ngon mà Quảng Hạo mang lên. Quảng Hạo xoa đầu con trâu nước lớn, nó không có phản ứng gì. Đợi cho đến khi nó ăn no uống đủ, Quảng Hạo định dẫn nó xuống núi, thì con trâu nước lớn bắt đầu lắc đầu không chịu. Quảng Hạo tức giận đập mạnh vào mông con trâu nước lớn, một cái thật mạnh. Đồ ngốc này, mày đã ăn của tao biết bao nhiêu cỏ, giờ vẫn không chịu đi với tao. Rốt cuộc trên núi này có gì hấp dẫn mày chứ?